Có cần một anh giàu có, tài giỏi hay là một người bình thường thôi? Bình thường cũng được. Giàu có thì tốt, mà bình thường cũng được. Nếu một anh mà xem được video này, có tình cảm với chị, nhưng mà anh có điều kiện kinh tế cũng không được ổn định lắm, hơi khó khăn, chị có đồng ý không? Vậy về hai người thì buôn bán, làm thêm gì, góp gạo thổi cơm chung. Nghèo cũng được. Nghèo cũng được hả? À. Ồ, dễ ha. Thế nếu như anh nào mà không có nhà, đang ở trọ, mà bây giờ muốn đến với chị, về ở chung với chị luôn, chăm sóc cho chị đến hết cuộc đời, chị có chịu không? Chịu. Chịu luôn? Chịu luôn. Dễ vậy? Quá dễ. Chị muốn bây giờ độ tuổi bao nhiêu bao nhiêu? Cỡ 70 trở lại, cỡ tuổi chị 52 vậy đó. 70 hơi yếu quá. Kệ đi, lớn tuổi người ta thương mình, chứ nhỏ nhỏ cái người ta thấy mình lớn tuổi người ta bỏ mình như vậy à. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn quay trở lại chương trình ngày hôm nay. Hôm nay có một chị gái cũng rất là dễ thương xinh đẹp, đến từ thành phố Hồ Chí Minh, nhà tại Sài Gòn luôn chị ha. Rồi làm kinh doanh buôn bán, điều kiện kinh tế khá tốt. Và hôm nay chị tìm kiếm một người yêu thương cũng rất đơn giản, rất là dễ. Thì liệu ngày hôm nay chị có tìm được ai hay không thì xin mời mọi người cùng đón xem sau ít phút. Em và anh em ở đây xin chào chị nhé. Chào ông em. Chị giới thiệu cho mọi người biết là mình tên gì, bao nhiêu tuổi, mình đến từ đâu. Chị chào cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước. Chị đến từ thành phố Hồ Chí Minh, chị tên Nguyễn Thị Mỹ Dung. Chị Dung. Chị 52 tuổi. Chị Dung 52 tuổi. Nhà mình ở đâu? Nhà chị ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhà tại thành phố luôn. Trời ơi, nhà quận mấy hả? Bình Tân. Quận Bình Tân. Rồi, giờ chị chia sẻ chút xíu về tình trạng hôn nhân của mình. Chị ly dị 8 năm rồi. Chị không vướng bận gia đình, chị có hai thằng con trai. Thằng lớn thì vô ngành công an, còn thằng nhỏ là làm thợ điện lạnh. Bên Minh Hùng có bán nước cốt nhập. Ủ 6 tháng thì nó mới được như cái hình bên cái chai này. Chị nhức mỏi này, đau nhức này, các vấn đề về xương khớp, huyết áp cao. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng, mua hàng thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình này. Huy Hùng sẽ giao hàng tận nơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Con cái là thành trưởng thành hết rồi ha. Thành công hết rồi. Rồi thế chị gia đình trước đây mình sao? Sao em? Ý là chia tay chồng. Chị ly dị nay 8 năm rồi em. Dạ, chị không có bận gia đình. Thế là hồi đó tại sao mình chia tay? Tại làm ăn thất bại á, giờ hai vợ chồng có tiếng nói chung á, giờ lục đục hoài chia tay luôn. được hoài chia tay luôn. Thế chị làm công việc gì? Chị bán cà phê. Bán cà phê ha. Bán cà phê ở nhà mình luôn hả? Chị mướn mặt bằng chị bán em, nhà trong hẻm. Giỏi vậy. Nhà mình trong hẻm ở trên Sài Gòn luôn. Nhà chị ở đó lâu chưa? Chị ở hồi năm 94 tới giờ luôn. Mua nhà từ năm 94. Giỏi ha. Chị quê ở đâu? Quê chị Long An. Quê Long An mà lên Sài Gòn làm mà mua được nhà ở Sài Gòn luôn. Mình hồi đó mình làm gì mà giỏi vậy? Tại hồi đó cũng bán cà phê mà mình chơi hụi mới có số tiền lớn mình mua nhà. Chứ đâu mà có tiền số tiền lớn. Ý là tích góp từ từ. Mình đóng hàng tháng tiền hụi người ta vậy đó. Bây giờ nhà mình ở Sài Gòn luôn. Quá tốt nhỉ. Thế hôm nay chị lên đây chị muốn tìm kiếm một người yêu thương như thế nào nè? Chị tìm có anh nào có đồng cảm với chị thì kết nối với chương trình. Có cần một anh giàu có, tài giỏi hay là một người bình thường thôi? Bình thường cũng được. Giàu có thì tốt, mà bình thường cũng được. Nếu một anh mà xem được video này, có tình cảm với chị, nhưng mà anh có điều kiện kinh tế cũng không được ổn định lắm, hơi khó khăn, chị có đồng ý không? Vậy về hai người thì buôn bán, làm thêm gì, góp gạo thổi cơm chung. Nghèo cũng được. Nghèo cũng được hả? Ồ, dễ ha. Thế nếu như anh nào mà không có nhà, đang ở trọ, mà bây giờ muốn đến với chị, về ở chung với chị luôn, chăm sóc cho chị đến hết cuộc đời, chị có chịu không? Chịu. Chịu luôn? Chịu luôn. Dễ vậy? Quá dễ. Chị muốn bây giờ độ tuổi bao nhiêu? Cỡ 70 trở lại, cỡ tuổi chị 52 vậy đó. 70 hơi yếu quá. Kệ đi, lớn tuổi người ta thương mình, chứ nhỏ nhỏ cái người ta thấy mình lớn tuổi người ta bỏ mình như vậy à. 70 là lớn tuổi người ta chững chạc hơn nha. Nhưng mà lỡ có mấy anh nhỏ chị thương chị thì sao? Thôi chị không thích nhỏ. Sao vậy? Cỡ 50 trở lên đi. Ý 52 trở lên chứ. Nhỏ chị có mấy tuổi à? Nhỏ khỏe. Sưng hô kỳ lắm. Hơn 23 tuổi thôi gì đâu. Rồi tính cách của chị sao? Chị hòa đồng với mọi người.
chị thích đi chùa, sáng đi tập thể dục, uống cà phê, vậy là đi chợ về nấu cơm ăn. Điểm yếu của chị thì hay xúc động. Hay giận dỗi gì không? Giận lâu gì không? Không, tại chị nghe kinh nhiều thành ra không có giận dỗi gì hết trơn. Chị hay đi chùa hả? Bây giờ thích chú nào hay đi chùa là được. Thích chú nào thích đi chùa, đi từ thiện rồi sáng đi tập thể dục rồi được. Chị thích tính cách người đàn ông như thế nào là hợp với chị? Hiền lành có hậu gì đó. Hiền là được ha. Già cũng được. Xấu cũng được. Nghèo cũng được. Được. Quá dễ luôn. Chị chia sẻ chút xíu về bản thân mình nha. Bản thân mình sao ta? Tính tình chị á. Tính tình hả? Tính tình chị thì không có thắng. Mình có ưu điểm đặc điểm gì? Hả? Ưu điểm nhược điểm của mình. Ưu điểm thì chị nấu ăn ngon vậy đó. Còn điểm yếu thì hay xúc động. Điểm xấu. Điểm xấu thì không biết, người ngoài người ngoài sao ta? Chị cũng hiền dễ thương ha. Người như là người ngoài gọi là sao ta? Gì? Ý là sao? Ý là như người ngoài là như là biết mình tánh xấu thôi chứ mình không biết tánh xấu như thế nào á. Như người ngoài cảm nhận vậy đó. Thế hồi đó là tại sao chia tay chồng? Tự chị làm ăn thất bại đó. Rồi hai chồng lục đục hoài, không có tiếng nói chung, thôi ly dị cho rồi đường ai nấy đi cho nó nhẹ. Từ hồi mình ly dị tới giờ có tìm hiểu thêm anh nào nữa không? Không, lo cho con. Sao vậy? Lo cho con, không có tìm hiểu ai. Chắc con lúc đó... Giờ hơi cô đơn buồn rồi mới đi tìm hiểu nè. Đêm nào cũng cô đơn hả? Ở vòng vòng sớm rồi chắc có mấy anh đâu ngoài đâu có tán tỉnh mình không? Có nhưng mà chị không thích. Có anh nào trẻ trẻ không? Nhỏ hơn chị không? Có nhưng mà chị không thích. Sao không thích? Tại lúc đó chị chưa có tính, bây giờ chị mới suy nghĩ. Thế chị có cô đơn. Chị có quyết định bao nhiêu lâu rồi mới lên đây? Suy nghĩ mấy tháng rồi? Cũng 2 tháng rồi đó em. Mình nghĩ sao mà mình quyết định lên đây nè? Chị thấy chị cũng buồn. Rồi thôi chị lên chị kiếm một anh nào đó rồi có hợp tình hợp ý thì đi tới, tiến tới sâu hơn. Bây giờ con mình ở riêng hết rồi. Con chị thì nó đi chung ngành công an thì một tháng rồi. Mà về một lần hoặc nói chung không là về. Con thì trưởng thành hết rồi. Con chị bây giờ một mình một nhà nên là buồn quá. Buổi tối nằm có buồn có khóc không? Không có khóc. Một mình ở nhà trên Sài Gòn này cũng hơi buồn đấy. Buồn. Gia vô của mình. Gia vô của mình. Bây giờ cần một anh nào về đó sống chung với mình. Nhưng anh mà... nào không có nhà về đó sống chung cũng được. Nếu như mà mấy chú đó lớn tuổi rồi, lao động nó cũng hơi khó, thì chị nghĩ sao? Chị có lo được không? Giờ thì có, chị cũng có chút đỉnh chị lo được. Nói chung mà đó thì mình làm, mình cũng có dành dặm chút đỉnh ha, lo được. Quá khỏe luôn. Đa số người ta lên đây người ta cần phải là kiếm một nữ thương giàu có, khá giả, thì sau này về cuộc sống nó ấm no, đỡ vất vả. Sao chị lại không chọn điều đó? Để coi... chị nghĩ tùy duyên có làm sao. Tùy duyên ha. Nhưng mà nếu anh nào chú nào mà về chị lo cũng được. Quá khỏe. Bây giờ video này chia sẻ lên thì có nhiều anh khoảng tầm 35-40 mà thích chị thì chị tính sao? Chắc đó. Cho chị 52 trở lên đi. Nhưng người ta hứa người ta yêu mình thật lòng thì sao? Chị 52 trở lên tới 60-70 đi. 70 yếu quá hay sao? Kệ đi, miễn thương nhau được rồi. Không cần sức khỏe bình thường thôi ha. Bình thường. Thương nhau là được. Chị cũng dễ nhỉ. Dễ, nếu mà chị dễ nào, chịu. Anh nào 75 thì sao? Hả? 75 được không? Cũng được. 80? Hả? Thôi 75 trở lại. 75 trở lại thôi ha. Trời ơi. Chị mang cái trò gì mà ôm cái đống rồi.
Ừ, cái vỏ à. Giấy tờ tiền nhiều chứ vậy. Giấy tờ, giấy tờ. Bây giờ nhà của chị là chị đứng tên luôn hả? À, nhà chị đứng tên luôn. Quá tuyệt vời ha. Nhưng mà bây giờ mình đưa chồng về nhà mình ở luôn á thì mình có ngại không? Không, không có gì ngại. Mình có ngại anh em nói chị nghị này kia không? Không. Thì sao đấy? Không có ngại gì. Bên Huy Hùng có bán mật ong rừng nguyên chất được khai thác từ trong rừng ra, giống như cái chai bên cái hình này, đảm bảo nguyên chất, chất lượng, an toàn, rất là tốt cho sức khỏe. Quý vị và các bạn mua hàng, hãy mở hàng ra kiểm tra, đúng đảm bảo chất lượng hàng thật thì mới thanh toán. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng, hãy mua hàng thì liên hệ số điện thoại ở trên màn hình. Huy Hùng sẽ giao hàng miễn phí toàn quốc. Rồi, quá tốt. Hôm nay chị lên đây các con mình biết không? Biết, con chưa biết. Con nói chị sao? Đi chị có nói à, con chị nói à, mẹ đi tìm à, có bác nào à, có à, hợp tình với mẹ thì tiến tới. Vậy luôn. À. Con cũng động viên nữa ha. À con chị động viên. Chắc con thấy chị buồn tối cô đơn. Chắc nghe được chị khóc. Con chị ngoan lắm. À, có ai nào khóc không? Không, có nào buồn chưa khóc không? Chưa. Chưa hả? À chưa. Chị bán quán cà phê chắc cũng có nhiều anh rồi tới uống cà phê đeo đủ chị lắm chứ. Mà mấy có, người đó là sao? Có là tại chị không thích á. Ý là sao không thích là có vợ hả? Mấy người không, đó có không, vợ. Không, không phải, tại vì chị chưa nghĩ tới à. Chắc cũng có mấy anh trẻ trẻ rồi lại cười vui chị hả? Ừ, cũng có mà tại chị chưa nghĩ tới á. À, hôm nay mình lên đây mình có rung không? Không, hồi nãy thì rung, giờ hết rung rồi. Hết rung rồi, tự tin này ha. À. Nếu bây giờ mà được chú nào hợp tình hợp lý thì khi nào có thể về nhà mình sống chung được? À, mình điện thoại mình tìm hiểu với nhau á, có hợp thì mình sống chung. Về kinh doanh buôn bán thì chị giỏi rồi. Dạ. Về nào chợ cơm nước thì chị giỏi không? Giỏi, chị nấu đồ ăn ngon lắm. Trời ơi, hơi quá. Dân miền Tây mà nấu ăn ngon lắm. Những món gì? Hả? Chị nấu đồ những món gì? Chẳng hạn như cá lóc kho, cá kèo kho tiêu, cá rô kho hay là nấu lẩu mắm. Mà bây giờ à, mắm chưng, mắm kho. Đã ha. Nghe kể cá chiên, lương kho, ớt kho xả, mấy cái đó. Xúc xích chiên giòn. Rồi, bây giờ lấy anh nào về thì hứa yêu thương người ta hết đời không? À, chị hứa yêu thương suốt đời, nhưng mà đời còn lại. Ví dụ như anh nào về nhà mình ở rể thì mình có đừng có ăn hiếp người ta, à, mình có chiều chuộng không? Hiền lắm, chị không có ăn hiếp. Đừng ép người ta. Không, hiền lắm, không có ăn hiếp. Ép quá, mấy chú chịu không nổi đâu. Hiền, chị hiền. Rồi. Nhưng mà như chị thì cái nhan sắc của chị thì cũng dễ thương, thì ở ngoài kia thì rất là nhiều người thích chị, mà sao chị không có đồng ý mà chị phải lên chương trình để nhờ tụi em? À, tại chị không tự tin ở ngoài á, chị thành ra chị mới lên chương trình của bên Huy Hùng á. Sợ người ta lừa hả? À, mình lên thì mình có giấy tờ đàng hoàng, giấy chứng minh hay có đơn vị gì đàng hoàng. Có một số anh chị mà quen ở trên cái hội nhóm Facebook á, Zalo á, là bị lừa nhiều lắm. À. Đó, trên Facebook mà bạn muốn hẹn hò với lại u độc thân 40, 50, 60, 70 đấy. Hình ảo đâu. Đấy, hình ảo nó lừa nhiều lắm. À. Rất là nhiều người bị lừa. Nên là đến đây rất thực tế ha. À. Rồi, quá tuyệt vời luôn. Yên tâm. Thế hôm nay lên đây thì chị thật sự là mình muốn tìm một hạnh phúc. Hay là ý là mình cứ cần hạnh phúc thôi chứ mình không có cần cái kinh tế giàu có nhỉ? Chị tìm một nửa yêu thương có... hiền hậu, anh đó hiền hậu vậy đó, có đạo đức vậy đó. Rồi, à. Thì trước khi kết thúc, chị có lời nào muốn nhắn gửi tới các chú, các anh đang theo dõi video ngày hôm nay không? À, hôm nay em lên chương trình của Huy Hùng á, mấy anh nào có đồng cảm với em thì kết nối với anh em Huy Hùng, anh em của Huy Hùng xin số điện thoại thì mình tìm hiểu đi xa hơn. Ừ, nhưng mà em xin phép chị nhân, nếu như mà chú nào được thì về nhà chị ở luôn cũng được. Nhưng mà liệu mình về nhà người ta mình có tâm lý không? Mình có... Về nhà người ta hả? Về nhà mình á. Sao? Chị có chiều chuộng tâm lý với chú hay không? Hay là ăn hiếp người ta? Không, chị không có ăn hiếp. Chị hiền lắm. Hiền không? Hiền. Nói nhỏ nhẹ chứ không có nói lớn tiếng. Chỉ cần một người làm hủ hỉ thôi, lúc đêm tối thôi này, sớm khuya thôi. À, giữ lưng. Dựa lưng ha. Giữ lưng. Lưng tựa vào nhau. À. Rồi, quá tốt rồi. À. Còn hôm nay chị lên đây thì anh em cũng cảm ơn chị đã tin tưởng chương trình. À. Thì mà tay chị đưa lên xem nào.
Thay gì đâu mà thấy vàng nhóc chơi vậy. Trời, mấy cái vàng này, mấy cái vàng này vàng cổ lắm này, lâu năm lắm rồi này. Lâu năm lắm rồi. Đúng không? Chắc mười mấy năm rồi đó. Và hôm nay chị lên đây thì anh em cũng sẽ ghi nhận câu chuyện này và cũng sẽ hứa là sẽ kết nối cho chị nhé. Hy vọng là một ngày sớm nhất, nhanh nhất thì chị có thể tìm kiếm được nửa yêu thương theo đúng cái tâm nguyện của mình. Rồi trước khi kết thúc thì em cũng xin phép hỏi chị là chị có đồng ý cho mọi người sử dụng hình ảnh và video của mình để chia sẻ lên các nền tảng mạng xã hội khác nhau và cam kết là không gỡ xuống, chị đồng ý không? Chị đồng ý. Rồi, chị có cam kết tất cả những thông tin chị nói chia sẻ là đúng và chị chịu trách nhiệm trước pháp luật với những thông tin mình chia sẻ không? Chị đồng ý luôn. Rồi, cảm ơn chị nhá. Rồi, xin cảm ơn toàn thể quý vị khán giả đã đón theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Rồi, các anh các chú muốn kết nối với chị Dung ngày hôm nay thì hãy liên hệ với anh em qua số điện thoại trên màn hình, anh em sẽ kết nối người thật việc thật. Mọi người nhớ đăng ký kênh, bấm vào chuông, phải nhớ là đăng ký kênh, bấm vào chuông thì mới được đón xem những video lần sau một cách nhanh nhất và mới nhất, chứ còn không đăng ký, không bấm chuông là xem video rất là lâu, nhiều khi cả tháng hai tháng mới thấy video, là lúc đó người ta cưới hết rồi mình mới xem thì thua. Đó, mình đăng ký kênh, mình bấm vào chuông đi là ai đăng lên phát là mình xem liền, thì mình xem đầu tiên luôn. Thì mình mới nhanh lấy được vợ, lấy được chồng. Có nhiều chú cứ gọi điện hỏi cô là lấy được chưa, là cả tháng rồi mới xem, hai tháng mới xem được là thua rồi. Trễ hả? Đúng rồi. Rồi nhớ đăng ký kênh, bấm vào chuông. Rồi nhớ để lại những lời bình luận góp ý. Bây giờ xin cảm ơn và xin kính chào. Chị chào cộng đồng mạng. Hàng chi thấy mấy chú. Chú mua lần nào chưa? Có mua một lần rồi. Mua một lần là chú tên gì? Tên chú Minh á. Chú Minh hả? Chú Minh, đường Lê Minh Quân. 0333 62 đuôi. 0333 62, chờ con Trúc vẫn kiểm tra. Đúng rồi, 62 đuôi đó. Rồi, 62 đuôi là chú Minh rồi, Lê Minh Quân. Quân Quân, đúng. Bây giờ lấy 2 chai nữa chú. Lấy thêm 2 chai nữa chứ. Hôm trước chú uống 1 chai kia, nó có bớt chút nào không? Bớt rồi, chút đỉnh rồi. Bớt chút đỉnh rồi hả? Thì trước khi chú uống thì tình trạng bệnh chú làm sao? Nó đau nhức xương á, đau nhức mỏi đó. Dạ. Giờ uống thì nó bớt, có hiệu quả. 10 phần bớt được mấy phần rồi chú? 10 phần nó bớt thì 2-3 vậy đó. Mới 2-3 phần, tại mình mới uống cò chai mà đúng không chú? Mới uống chai là thấy giảm bớt rồi. Chú uống được mấy ngày? Nói chung là vậy là cũng hợp rồi đó chú, hợp thuốc á. Vậy là nó hợp rồi, mình mua thêm uống nè. Đúng rồi chú uống cho nó hiểu, cho nó hết hẳn nha. Chúc mừng chú. Dạ. Chú uống hiệu quả thì tôi giới thiệu giúp con cho nhiều dạ, người dạ, ta có biết gì? Nhiều người ta không có biết đâu. Dạ rồi rồi, có yên tâm đi, mấy đó là chú giới thiệu dữ lắm. Rồi con cảm ơn chú. Rồi rồi, em gửi cho 2 chai nữa hả? Rồi rồi rồi, rồi con chào chú. Rồi chào con. Dạ.